Ở đây có cái bảng để là không có được bơi lội ở đây nè mọi người. Hello, xin chào các bạn. Sáng nay Tony nghỉ làm một ngày mọi người. Tony sẽ chở mình đi đến một cái điểm. Honey. Yeah. Can you tell me where we are going? We are going to the Forest of Bowland. So what is that there? It's in Lancashire. So that's in like forest and the streams forest. And fields and hills and small English country village. Okay, thank you. Yeah. Nói mình sẽ đi đến cái điểm mà Tony nói đó. Cái điểm đó thì Tony nói là đi từ cái lúc bé rồi. Lúc nhỏ thì ba mẹ dẫn đi, tới bây giờ là chưa có đi lại nữa. Hôm nay thì Tony sẽ dẫn mình đi khám phá ở cái nơi đó cho mọi người. Đó cũng giống như là một cái ngôi làng, rồi cái vùng quê ở trên núi, trên rừng vậy đó mọi người. Cùng mình đi khám phá nha các bạn. Sáng nay cái đường người ta đang làm đường đó mọi người, ta mở rộng thêm đường nè, cho nên là cái giao thông nó hơi chậm một chút xíu. Mà cái đường cao tốc hôm nay cũng rất là bận luôn, thấy có rất là nhiều xe nè. Từ chỗ mình đi xuống đây là lái xe khoảng 45 phút đó mọi người. Bây giờ là đã tới rồi nè, tới cái làng của cái nơi mà mình đến. Ở trên lưng chừng núi có nguyên một đàn bò luôn nè mọi người. Cái đàn bò sữa màu trắng màu đen đẹp quá ha. Cho nó nhìn mình kìa. Bye bye. Sữa. Bò sữa. Đi vô trong cái đường này thấy heo hút quá mọi người. Cái đường này giờ đi lên núi, vô trong rừng, vô núi nè. Rất là heo hút luôn. Ở đây người ta làm nông á. Có bò có cừu quá trời luôn. Mấy cái cánh đồng rộng thênh thang luôn. Ở đây có cái nhà bằng đá này, cái nhà này cũng xưa lắm rồi nè, có hàng rào bằng đá. Càng vô sâu cảnh càng heo hút nè các bạn. Mình cứ nghĩ là mình nghe nước Anh thì mình nghĩ tới London rồi mấy những cái thành phố lớn ha, chứ ít có người mà nghĩ đến những cái cảnh vùng quê heo hút này lắm nè. Ở trên đây thì có những cái ngôi làng nhỏ nhỏ thôi các bạn, nhà cửa rất là xa luôn, rất là thưa, và người ta chỉ làm nông thôi. Đây có một cái cầu bắc qua nữa nè. Ô, cái cầu này đẹp quá nè. Cái sông nước mút trên kia luôn. Bây giờ mùa thu rồi, lá nó rơi quá trời luôn rồi, lá đỏ hết trơn. Ở đằng kia cũng có một cái chiếc xe đang đậu. Một cái đàn cừu. Quá trời cừu luôn. Mấy bạn cừu đang ăn cỏ nè. Cừu có một cái bộ lông rất là dày hết mọi người, cho nên là mùa hè mùa đông gì nó cũng cặm cụi ăn cỏ ngoài đây, mưa gió tuyết rơi gì nó cũng không có sợ lạnh. Kìa, quá trời luôn, trắng hết trơn, nhìn đẹp quá. Bên cạnh sườn núi, ở phía xa xa trong kia có cái nóc nhà của người ta, có cái nhà người ta ở trong đó kìa. Những cái nhà này của những cái trang trại này nè mọi người. Ở trong đây nhìn heo hút cũng buồn quá ha, nhưng mà phong cảnh rất là hữu tình, rất là yên bình luôn. Quá trời cũ, ở đây có một cái trang trại khác nữa nè. Kia đây có một cái đàn bên đây. Có một cái đàn bên đây nữa. Xa xa trong kia có một cái ngôi nhà trong kia nữa kìa. Ngôi nhà nhỏ. Somebody's
this little village. Look at that place there, how beautiful that. Is that work down there? No, somebody's house, yeah. But look, it's got a nice place to live. I know it's quiet, but this is what a lot of people want, look. Big houses, look at that big house there, wow. Is that nice, a land? Pardon? A lot of land, yeah. It'd be expensive to live there. What lovely places, eh? Đây cũng có một cái ngôi nhà đá. Cái ngôi nhà này giống như ngôi nhà cho gia súc ở lắm. Nè mọi người thấy đồi núi rồi đó, đồi núi heo không? Những cánh đồng, những cái trang trại rất là rộng lớn luôn. Đây, cừu quá trời luôn, cừu với bò. Hồi nãy giờ mình đi cũng xa lắm á các bạn. Nếu như mà những ai mà sống ở trong đây mà muốn đi ra ngoài, đi chợ, đi mua đồ ăn, đi mua cái này cái nọ là lái xe đi cũng xa lắm. Nếu mà có trẻ con đi học nữa là mỗi ngày đưa các em đi học cũng xa nữa. Rất là heo hút ở trong đây luôn nè, ít nhà quá trời. Mà đi sớm thì rất là xa. Con sông này quá đẹp quá trời. Yeah, I see it, yeah. Đây là các bạn, mình thấy cây cầu đẹp quá cho nên mình đi ra ngoài mình ngắm cảnh nè, cái dòng suối. Nước này là nó chảy ở trên núi xuống là giống như nước suối đó các bạn. Khung cảnh rất là tĩnh lặng, bình yên luôn. Không có tiếng xe cộ gì hết đó mọi người. Xung quanh không thấy một bóng người luôn, chỉ có một mình luôn. Có một cái nhà heo hút dưới núi luôn nè mọi người. Chỉ có một căn nhà nằm ở chơi trọi ở dưới ở cái chân núi thôi. Như đây là the farmer, they got in the back to know the cows. Ở cái nhà phía sau có bò, nhốt bò trong đó quá trời luôn. Trail, what is trail? Trail is like a route, a map, a place to walk. Now look, see, got the little streams here, look. Look on the other side there, oh, we better move, there's a car, there's a bike coming. Look at a bird, look.
chim. Đây có con chim ở đây, nãy giờ mình thấy có rất là nhiều chim đó. Mọi người thấy không? Con chim cái đuôi dài 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 đó. Baby that one. Con chim này giống như chim con mà cái này là chim pheasant, it's called. Pheasant. Pheasant. Nãy giờ mình thấy nhiều lắm, nhiều con chim đó lắm ở đây nè. Look at the chicken. You can't eat them. Huh? You can't eat them. That one looked like a male, but the female is. I mean, the people here to eat. Oh, they eat pheasants in this part of the world, yeah. Oh, okay. Con chim đó người ta bắt ăn luôn, ở đây là người ta ăn con chim đó được. Somebody's house, look. Nice, isn't it? So it's illegal to eat. Yeah. You find it in some restaurants. Really? Yeah. I never tried it, but it tastes like chicken. Eat later. Everything tastes like chicken, babe. I mean the footpath, somebody walked out here, look. Mình muốn đi xuống dưới kia đó mọi người, nhưng mà cái đường đi rất là gian nan luôn. Đây nè. Không biết là đi có được không nữa. Không có thấy lối đi. Ôi, không được rồi, nhưng nó cao quá, không có xuống kia được. Welcome to Vietnam. One, two, three. One, two, three. Đường đi này ở trên lưng chừng núi, nhưng mà ở bên một bên là núi, một bên có một cái con suối nó chảy dài theo đó mọi các bạn. Nhìn nó cũng treo leo quá ha. Ở dưới phía bên kia là có cái đàn cừu đang ngậm cỏ bên cái dòng sông dưới chân núi. Có một cái lối đi vào trong cái khu rừng nè mọi người. Mình sẽ đậu xe ở đây và đi bộ dọc theo cái dòng sông này. Ở đây mình thấy cũng có xe người ta đang đậu nè, chắc là người ta cũng đi vô trong đây đó. Nào mọi người, mình mới xuống xe thì mình thấy có một cái bia đá này ghi lại những cái tên của những cái người. Họ nói là cái bia đá này để tưởng nhớ về những cái người đã hy sinh ở đây vào năm 1940 đến năm 1949 từ những cái máy bay, có nghĩa là máy bay rơi ở cái khu vực này nè các bạn, giống như trong chiến tranh đó. Những người từ Mỹ nè, Úc nè, Anh nè, Canada nè, New Zealand,
Poland and Z. Nó là cái đây người ta tưởng nhớ có cờ của những nước này các bạn. Đây mình đang ở cái Forest of Poland, là giống như một cái khu rừng đó các bạn. Đây, rừng bảo tồn. Thì bây giờ mình sẽ đi bộ ở trong đây nha mọi người. Cạnh ở đây có một cái dòng sông, nó chảy từ cái dòng suối nè. Nó chảy từ ở trên đây xuống cái khúc từ nãy giờ mình đi đoạn đường rất là xa rồi đó. Nó chảy xuống mút dưới kia luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi bộ vô trong đây. Có lẽ là mình đi bộ một chút thôi, không có đi sâu vô. Rồi sau đó mình sẽ đi những nơi khác nữa, tại vì ở cái khu vực này cũng rất là rộng luôn. Có rất là nhiều nơi để tham quan đó các bạn. Cho nên là mình phải tranh thủ thời gian. Bây giờ cũng là giữa trưa rồi, một chút rồi đi ăn nữa. Rồi chạy về, bữa nay cũng rất là bận, phải đi mua đồ ăn, đi chợ nè. Rồi đi về sớm để đón Chi đi học đó các bạn. Bò cù quá trời hết mọi người, hồi nãy giờ mình đi chỗ nào mình cũng thấy bò với cù quá trời nhiều luôn. Bên đó có một cây cầu nữa kìa, cây cầu đi lên trên núi. À cái cửa này mình tự mở mình đi qua. Người ta đóng cái cửa này cho mấy cái con cù nó không có đi ra được đó các bạn. Nó cho gia súc á, nó ở trong đây đó. Hơi lạnh đó nha mọi người, hôm nay khoảng 10 hơn 10 độ thôi. Trời gió nữa cho nên là hơi lạnh. Ở trên núi thì luôn nó sẽ lạnh hơn là ở dưới đồng bằng của mình. Look at the color of the water there, look. Nước ở đây nó có một cái màu vàng hết các bạn. Nước nó vàng quá trời vàng luôn á. Ở đây có cái bảng để là không có được bơi lội ở đây nè mọi người, rất là nguy hiểm, tại vì ở đây có đá đâu vậy đó, nhảy xuống một cái là u đầu luôn, bể đầu chứ không phải là u nữa. Bây giờ mình sẽ đi bộ lên trên kia nha mọi người. Tony đang đứng trên kia kìa. Hôm nay trời rất là âm u luôn, được cái là không mưa. Ở trên đây rất là sình lầy mọi người, rồi sình lầy ở đây nè, giống như là gia súc á, bò cù nó đi nhiều, sình lầy lắm. Với lại đi trong đây không biết là có cái gì để xem không nữa, mình thấy cũng hoang vắng quá. Mình bây giờ mình sẽ đi ra, mình đi chỗ khác nha mọi người, để tiết kiệm thời gian đó. Bây giờ là cũng trưa rồi, phải tranh thủ di chuyển cho nhanh mọi người. Bên kia có một cái ông bà cụ cũng đang đi dạo nữa. Ở đây có chỗ đậu xe nè các bạn, cho nên là mình sẽ ghé vô đây thăm ở đây có cái gì nha. Ở đây có một cái bảng người ta để ghi chú nè, là không có được cắm trại, không có đốt lửa, không có làm thịt nướng barbecue gì ở đây hết trơn á. Tất cả những cái gì một mảnh rác là cũng phải đem về nhà luôn, không có được xả rác ở đây luôn nè mọi người.
phải là 3 km thôi bao nhiêu đó. Mình đến một cái ngôi làng nhỏ này tên là Chipping. Thì bây giờ mình đã đến bãi đậu xe rồi. Mình sẽ đi vô trong cái làng này, mình thấy có vài cái nhà hàng chỗ mình ăn đó. Bây giờ mình sẽ đi ăn ở đây nha. Ở đây mình thấy có một cái giếng đó mọi người. Giống như một cái giếng nước, mà bây giờ là người ta chỉ trồng hoa thôi. Cái giếng có cái mái nhà nữa nè. Ở đây có toilet công cộng. Go this, that's why, this way. Bây giờ cũng 1 giờ mấy trưa đó. Sáng nay hai đứa không có ăn sáng luôn. Định là đi lên đây đi dạo một chút rồi kiếm chỗ ăn. Nhưng mà đi, tại vì ở trong cái vùng quê này nè, đồi núi heo hút á, ít có nhà cửa và cũng không có chỗ nào để bán đồ ăn nữa. Bây giờ thì mình đã thấy một cái ngôi làng này nè, mình sẽ đi vô trong cái làng này tìm chỗ ăn nha mọi người. Một cái ngôi làng nhỏ trên núi, những cái ngôi nhà mà xây kiểu đá đá như vậy nè là đã xưa lắm rồi đó. Trên núi có một cái chiếc xe thể thao màu vàng chói lóa. What way? This way. Another way. You want to join this place? Yeah. Okay. Paris. Chipping. We welcome cyclists. Cái ngôi làng này tên là Chipping. All of these places will welcome people because they don't get many. Mình sẽ vô đây ăn mọi người. Well, we better hurry up for food because it closes soon. Trong đây có vẻ là quán tắm. Anyway. Có từ phải thế nữa. You want to sit there then? Yeah. Okay, go on then. Đây có cái lò sưởi đốt bằng củi nè mọi người. Có cái ấm nước người ta để đây để người ta nấu nấu nước. Cái ấm này để kiểu cho đẹp thôi, nhưng mà bây giờ chắc người ta không có nấu nữa. Nhưng mà ngày xưa là người ta về sử dụng cái này để nấu nè. Có những cái này nữa nè. Mấy cái này để xúc than nè, xúc than rồi gấp than, rồi có cái đồ thổi lửa nữa, rồi quét than nữa. Yes. Vô trong đây có cảm giác rất là ấm áp, tại vì mình ở gần cái lò sưởi và cái tông màu ở trong đây á ấm. Cái nhà này phải có tuổi thọ là hơn cả 100 năm rồi đó các bạn. Nhìn ở trên bức tường nè, là những cái phiến đá này rất là xưa rồi. Bây giờ mặc dù là người ta có tô sửa lại, nhưng mà người ta vẫn chừa một vài cái bức tường bằng đá để ghi nhớ lại cái nhà cổ đó các bạn, thấy không?
ăn vô nó sẽ có vị mặn, nhưng mà nướng lên thì thơm lắm. Ăn cùng với trứng và khoai tây chiên với lại có đậu nữa nè. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video đến đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha. Video sau thì mình sẽ đi khám phá cái ngôi làng này. Để giới thiệu các bạn là cái ngôi làng ở trên núi rất là nhỏ luôn. Sẽ có cái gì nha mọi người. Mời các bạn cùng đón xem nha.